Mặc dù ngươi có rất là nhiều gôm rồi, nhưng mà cục gôm màu đen ngươi vẫn chưa có. Cái gì? Trên đời này có cục gôm màu đen nữa sao? Kem ơi, vậy là video về lớp học bá đạo của chúng ta đã có hơn 10 tập rồi. Và chị cà chua rất là vui khi mà tất cả các bạn trong khu vườn cà chua hầu hết đều thích những video lớp học bá đạo của chị. Và lúc mà chị qua những video về lớp học bá đạo á, thì các bạn xem và các bạn bình luận rất là nhiều. Chị đọc được những bình luận thì có bạn, nhiều bạn hỏi chị là: chị ơi, trong khoảng thời gian học sinh của chị thì chị thường gặp những cái tình huống nào vui vui, hãy kể cho tụi em nghe. Thật sự chị nhớ lại thời chị đi học á, vui lắm luôn các em. Chị gặp rất là nhiều tình huống hài hước nè, vui có nè, buồn có nè. Và đặc biệt là chị nghĩ là tình huống này thì trong mọi thời đại đều gặp phải, đó chính là những vụ án mất đồ dùng học tập. Thường thì học sinh của chúng ta hầu hết là ai cũng phải mất một cái đồ dùng học tập gì đó trong quãng đời học sinh của mình, đúng không? Chị thường thấy là mất bút này, mất thước này, mất gôm này, mất compa này, mất sách này, mất vở này, mất dép này. Thực sự là có những bạn đi học mà bị mất dép luôn đó các em. Không phải là hiếm đâu mà là rất nhiều luôn. Rất là mắc cười đúng không? Và lớp học bá đạo của chúng ta cũng không ngoại lệ. Thậm chí lớp học bá đạo của chúng ta còn có những vụ án mất đồ dùng học tập ly kỳ hơn rất nhiều. Và hôm nay dĩ nhiên là một video về những vụ án mất đồ dùng học tập. Đầu tiên sẽ là vụ án mất bút. Chị nghĩ là bút là dụng cụ học tập mà các bạn học sinh là mất nhiều nhất trong mọi thời đại. Và các em ơi, các em nhớ xem hết video này nha. Và nếu như các em thích những video về lớp học bá đạo thì đừng quên bấm like thật nhiều và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem cho vui. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Cà chớn lại đi học muộn em. Nhanh lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút nào. Dạ vâng ạ. Sao nay học muộn quá rồi? Trời ơi, mấy bữa nay mưa gió quá, đường nhà tôi hả ngập tới rốn luôn nữa. À quên, ngập tới đầu gối chân. Đấy là tôi đi học xe đạp, đạp mãi tới trường. Ai như bà đi học bằng xe hơi đâu có biết mưa gió ngập lụt lấy gì đâu. Mới vô nó kiểm tra 15 phút. Ui, chết rồi, bút lên mực rồi. Mẹ mình dặn là bút lên mực là viết lên đầu như vậy là có mực á. Ui, chắc hết thật rồi quá. Rồi sao, giờ còn bút chì không mà. Mình mập á, nó có nhiều bút lắm, nhưng mà mỗi lần mượn là không cho. Mà giờ không có bút được viết bài kiểm tra 15 phút kiểu gì. À, hay là mượn mà không xin phép đi. Ông đang làm cái gì vậy? Tôi đang chuẩn bị viết bài kiểm tra này á. Nó làm nhanh lên, cô kiểm tra có 15 phút rồi, ngồi cái đây, cái đây. Biết rồi. May quá, mình mập nó không nhìn thấy. Có bút làm bài rồi. Nhưng mà cái bút này á, lát nữa mình mập nó thấy không có rồi nó đỏ lại sao. À, có cách rồi, bây giờ mình sẽ đánh dấu cái bút này là bút của mình, lát nữa mình mập thì sẽ không đòi được. Mà đánh dấu một cách nào ra? À, được. Mình sẽ lấy cục xinh gum hấp bờ mình vừa ăn mình cuốn vào đây. Đó, vậy là chỉ có cái bút của mình á nó mới có cái cục xinh gum này, chứ cái bút của mình mập đâu có cục xinh gum này đâu. Đúng rồi, làm bài thôi. Ủa, mình nhớ là mình còn một cái bút nữa mà đâu rồi ta? Không lẽ trong lớp có trộm? Có ơi, có việc gì không em?
Coi trong lớp mình có ăn trộm đó cô. Cái gì? Trộm đâu? Đâu? Cà chốt, đi báo chủ bảo vệ nhanh lên. Dạ không phải đâu cô ơi. Ý là em không thấy tên trộm nhưng mà em bị mất trộm đó cô. Làm cô hết hồn à? Em lại bị mất cái gì nữa? Dạ là em bị mất cây bút mới đó cô. Trời đất ơi, ngày nào em cũng nói là mất cái này cái kia, có khi nào em quên ở nhà không? Dạ không có, em nhớ là em có mang theo cây bút đi học mà bây giờ họ mất tiêu đâu rồi á. Vậy rõ ràng là trong lớp mình có trộm đó cô. Thôi 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 thôi, tôi mệt em quá. Cô có phải là thám tử đâu mà suốt ngày đi bắt trộm cho em. Em tìm thám tử Conan bắt trộm cho em đi nha. Nhưng mà em nghĩ hả, tên trộm này nó danh xảo lắm cô. Thám tử Conan hả, chưa chắc đã tìm ra nó đâu. Ủa, bà cà chớn, sao tôi bị mất trộm mà sao ông học bài, ông làm bài chăm chú vậy? Ông lấy bút của tôi đúng không? Cái gì? Nghe sao hả? Ai lấy bút của bà, tôi không có bút vậy? Nhưng mà tôi thấy cái bút này không của tôi nè. Trời ơi, bút nào vậy, cái bút nào? Cái này bút của tôi mà. Nhưng mà nó giống lắm. Giống chỗ nào? Cái bút của bà có cái cục xinh gum mà ăn rồi quấn lên trên đầu không? Cái này bút của tôi có cái này ký hiệu nhận dạng bút của tôi á. Ghê quá à. Thôi chờ giờ quá, không phải bút của tôi đâu. Bút của tôi sạch mới đẹp hơn á. Ờ bởi vậy. Ồ vậy chắc không phải bút của tôi đâu. Đó, ai mà thèm lấy bút của bà làm gì? Nhưng mà tôi lại bị mất cái bút nữa rồi. Đó, các em thấy không? Những vụ án mất bút thì thường sẽ không tìm ra thủ phạm. Và chị nghĩ là một món đồ dùng học tập chúng ta cũng mất nhiều không kém so với bút. Đó chính là vụ án mất cục gôm. Và trong lớp học bá đạo thì những cục gôm biến mất một cách kỳ bí. Trời ơi, chưa hết tháng mà đã tiêu hết tiền rồi. Mẹ. Gì vậy con? Con hả, có chuyện này muốn nói mẹ. Cái gì con nói đi. Nhưng mà mẹ hứa mẹ đừng chửi con nha. Ơ hai cái thằng này. Cái đó thì làm sao mà mẹ hứa được. Trời ơi, mẹ đẻ con ra để làm gì hả? Mẹ đẻ con ra để mẹ chửi con hả? Mẹ là mẹ đẻ con ra không phải là để chửi con. Nhưng mà con làm sai thì mẹ phải chửi chứ làm sao không chửi được. Nói ta linh tinh. Thôi được rồi, có chuyện gì nói đi. Dạ, con hả? Con bị mất cục gôm nữa rồi. Lớp con có cướp hả con? Sao con đi học tối ngày con mất cục gôm rồi con mất cây bút, con mất cây thước, con mất suốt ngày vậy sao mà chịu được? Con nghĩ là không phải lớp con nó cướp đâu, mà lớp con có ma mẹ. Con hả, con giữ kỹ lắm rồi mà vẫn mất đó. Con không có kỹ gì hết, ngày nào con cũng mất hết. Bây giờ con mất rồi thì mẹ cho con 5.000 để con mua cục gôm mới đi. Con có biết là nhà mình hết tiền rồi không? Chứ giờ không có gôm là đi học là không có gôm để xóa bút chì là cô giáo bắt đầu chửi chết luôn á. Rồi cô giáo cũng lại gọi mẹ lên nữa. Thôi được rồi, nhà mình còn 5.000, con lấy nốt đi con. Đấy hả mẹ? Lấy nốt đi rồi tối nay nhìn nha. Mình đã xin tiền mẹ hả, mua được một cục gôm này rồi. Lần này mình rút kinh nghiệm, mình đã mua một cục gôm màu đen, nhìn xấu xấu bẩn bẩn như này chắc là sẽ không ai thèm lấy đâu. Đó, cục gôm này nó màu đen nè, mình cũng chưa thấy cục gôm màu đen này bao giờ hết á. Ờ không được, nhưng mà lớp mình cũng như kiểu như có ma gì đó, màu đen này chưa chắc đã an toàn đâu. À và các cậu, mình sẽ làm cho cục gôm này ở trên người mình 24/24. Như vậy là sẽ không thể mất được. Để giữ được cục gôm này an toàn và ở trên người mình 24/24, mình sẽ sử dụng cách này. Giờ mình sẽ khoan một cái lỗ ở đây. Đó. Sau đó mình sẽ dùng cái dây này cột vào cổ để làm cái dây chuyền. Đó. Như vậy là cục gôm lúc nào cũng ở trên người mình hết trơn á, sẽ không ai lấy được của mình hết đâu. Như vậy là được rồi.
Mỗi lần đó mình gom á, mình sẽ lấy ra mình gom như vậy nè. Đó, sau đó gom xong mình đeo vào đây như vậy là chắc chắn nó sẽ là của mình mãi mãi và không bị mất đi. Bộ sưu tập gom của mình đủ màu luôn. Màu hồng phấn, màu trắng, màu galaxy, màu xanh lá cây, màu xanh nước biển, màu đỏ và màu hồng đậm. Không biết là trên đời này có ai có bộ sưu tập gom nhiều như mình không ha? Để hỏi gương thần mới biết được. Gương kia ngự ở trong hộp bút. Thế gian này có cục gom màu nào mà ta chưa có? Mặc dù ngươi có rất là nhiều gom rồi, nhưng mà cục gom màu đen ngươi vẫn chưa có. Cái gì? Trên đời này có cục gom màu đen nữa sao? Tất nhiên là có rồi. Vậy thì gương hãy nói cho ta biết, ai đang sở hữu cục gom màu đen đó? Chính là cà trớn, bạn thân của ngươi đó. Đã phát hiện ra cục gom màu đen rồi, tìm cách lấy thôi. Buồn ngủ à? Buồn ngủ quá bà ơi. Ngủ ấy. Chắc phải ngủ tí quá. Nhưng mà bà canh cô giáo tôi 10 phút được không? Được. Tí nữa tôi ngủ 10 phút xong tôi canh lại cho bà 10 phút. Được. Nhưng mà bà nhớ nha, cô giáo vừa lần xuống một cái là bà gọi tôi liền, nếu không cô giáo cũng phát hiện là chết luôn đó. Yên tâm ngủ đi. Được nha. Buồn ngủ quá. Cơ hội đến rồi. Hành động thôi. Từ hôm nay, cục gom màu đen này sẽ nằm trong bộ sưu tập gom của ta. Sao rồi? Hết 10 phút chưa? Cũng được gần 10 phút rồi đó. Trời, tôi mới chợt mắt một tí à. Mới ác mộng luôn đó. Gì ghê vậy? Ác mộng á? Cái gì cả nhà? Trời, tôi mơ bị mất cục gom. Mất cục gom á? Trời, bữa giờ mất gom quá trời, mẹ tôi la quá trời luôn. Mà lần này tôi đã cẩn thận rồi, nên là không có mất đâu. Tôi cột cục gom vào cổ tôi luôn á, không bao giờ mất được đâu. Gom đâu? Gom đâu? Mà nó mất thật rồi hả? Cô ơi. Cái gì em? Lớp mình có ma đó cô. Chết rồi, cô giáo xỉu rồi. Cô có tỉnh chưa cô? Tất nhiên là cô tỉnh rồi. Dạ. Cả trớn, rõ ràng em biết là cô sợ ma mà suốt ngày cứ nhát ma cô vậy hả? Dạ, em không cố tình đâu. Nhưng mà cô, em bị mất cục gom á. Và cục gom ấy là em đã cố tình em cố vào đây rồi, mà em đeo vào cổ rồi mà vẫn mất, thì chứng tỏ là lớp mình có ma thì cứ lấy cục gom của em với cô. Theo cô, em mới là ma quỷ trong cái lớp này, em hiểu không? Cô em nhìn cô giống cái cục tẩy của em đó hả? Dạ không, cô cục tẩy của em á là nó màu đen, còn cô thì đỏ lè. Đó, em thấy không? Cô không phải là cái người phán xử mà suốt ngày kiếm cô để cô giải quyết những cái chuyện này. Em có biết là cô phiền lắm không? Đi về chỗ, nhanh lên, đi về chỗ bài, không được tôi cho một điểm. Dạ. Ta-da! Trên đây là hai món đồ dùng học tập mà chị cà chua nghĩ là mất rất nhiều trong mọi thời đại. Và theo các em thì những đồ dùng học tập nào, những tình huống mất đồ dùng học tập nào thú vị nữa thì các em hãy để lại dưới bình luận góp ý cho chị cà chua để video của chúng ta ngày càng hấp dẫn hơn nha. Và nếu như các em thích series về lớp học bá đạo thì hãy bấm tặng cho chị cà chua thật là nhiều like, để sau này thì chị cà chua sẽ làm thật là nhiều video về những tình huống mất đồ dùng học tập thật là vui, thật là hấp dẫn cho chúng ta cùng xem nha. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em trong những video sau.